Thưa xin chào các cô chú bác, các chị và các bạn thân mến. Chúc các cô chú bác, các chị, các bạn cùng gia đình nhiều sức khỏe, luôn luôn hạnh phúc vui vẻ. Hôm giờ thấy bị hư điện thoại, không có mua điện thoại mới được để làm video cho cô bác. Hôm nay thấy mới mua được cái điện thoại nên mới làm video cùng cô bác. Cô bác, các chị, các bạn của mình hôm nay cùng thấy làm món ăn ngon cho gia đình mình nữa nha. Đó là mình làm bánh đúc gân, rất là đơn giản dễ làm, không cần nước chua trong mà mình vẫn làm được bánh đúc dai dẻo ngon, giòn sực sực luôn nè. Giờ cô chú bác, anh chị, các bạn của mình hãy cùng thấy vào bếp để làm bánh đúc ra ngon cho gia đình nha. Mình làm bánh đúc. Cái màu xanh của mình thì 200g bột năng, 400ml nước lọc, 100g lá dứa, để chút mình xay mình lấy nước. Kèm theo nữa thì cái bột màu trắng của mình là 100g bột năng. Mình lấy 200ml nước cốt dừa, nước đường là 200g. Mè để mình ăn với cái bánh đúc, còn muối mình trộn nữa, màu trắng nữa màu xanh là 1 muỗng cà phê, 2 muỗng canh đường trắng, 2 muỗng canh bột, 2 muỗng canh dầu ăn. Rồi xong, bây giờ cô bác mình cùng Thí đi xay nước lá dứa. Mình xay ra nhẵn y như 400ml nước. Rồi Thí cho đổ cái bột năng của mình vô đây nha. Bây giờ Thí cho nửa muỗng vô đây. Rồi nửa muỗng mình trở cho vô cái bột này luôn đi nha. Xong, tiếp theo thì cái phần đường. Phần đường thì Thí sẽ cho qua đây 1 muỗng riêng bên đây nha. Cái chén này nè, muỗng canh dầu vô đây nha. Rồi bây giờ Thí sẽ cho nước lá dứa vô từ từ nè, giống như mình làm bánh dầu lợn vậy đó, cho nó vô từ từ nó chảy bột ra là được. Còn bao nhiêu thì mình để vô cái nồi mình lấy nước, mình lấy trùng, cho từ từ thôi, để nó hết, chưa có đủ bây giờ để thêm nè. Mình cứ để từ từ cho cái bột mình nó lỏng giống như mình làm bánh dầu lợn vậy đó. Rồi được rồi, nó đều là được rồi, một đăng nó nằm dễ. Khi mình lấy trùng ra thì mình sẽ cho nó chảy ra mình làm. Rồi bây giờ mình để đây nha. Mình cho phần nước lá dứa vô nồi. Mình lấy nửa muỗng canh bột ở trong cái tô này, mình để vô cùng muỗng đường để mình lấy trùng. Đó, mình mở lửa nè. Giờ mình để ra mình lấy trùng rồi. Mình lấy cái nước mình nó trong là được nha. Rồi bây giờ mình quậy lên nha, nó nóng rồi nè. Mình nhìn thấy nó trong nước là được không á, bột mình nó trong veo là được. Đó, cô bác thấy nó trong rồi ha, nè nó trong rồi nè, nó đặc chặt rồi nè, nó trong là cái độ nóng nó được ấy. Bây giờ mình tắt bếp nè, đó nó trong rồi đó. Bây giờ mình sẽ quậy từ từ lên cho cái bột mình nó chảy ra nha. Mình chế cái miếng bột này từ từ vô. Chế từ từ vô rồi mình quậy từ từ đó nè, quậy từ từ đi, để cho nó lỏng lỏng đi đã ha, mà chế vô nhiều đó. Đó, vậy đó. Cô bác quậy từ từ nha. Rồi bây giờ nó chảy rồi, không có lo nó dính vào cục nha. Rồi mình sẽ cho nước bột của mình vô. Mình đổ hết một lần vô. Rồi xong. Rồi sao mình để đây. Tiếp theo là cái bột màu trắng. Bột màu trắng sẽ để vào cái tô này. Cái bột màu trắng này thì mình không có cần phải lấy cùng, tại vì mình cái lá bánh đúc của mình nó dẻo dẻo dai dai cho nên dẻo dẻo găng trần trịch, cho nên mình không cần lấy chùng cái bột màu trắng. Rồi bây giờ thấy chế độ cái bột năng vô đây, 100g bột năng của mình vô đây, để vô đây luôn, không tới muỗng đường nha các bác. Các bác thích ăn ngọt các bác để muỗng đường, nhưng mà mình sẽ chấm nước đường nữa rồi, cho nên mình không cần phải để đường nhiều ha. Nè, hơn nửa muỗng dầu thôi. Muối thì nãy mình trộn vô rồi ha. Bây giờ tiếp theo thì cái phần nước dừa. Đó. Rồi mình quậy ra đều nè cô bác, mình quậy cho nó tan đường đi nha. Rồi bây giờ mình chuẩn bị khuôn để làm nắp nha, cái đường mình chưa tan đâu nha cô bác. Mình chỉ lấy cái trùng cái bột màu xanh này thôi, còn cái bột màu trắng cô bác đừng lấy nha, để cho nó ăn sực sực cho nó ngon nha, nó dai cách sực 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 cho nó ngon. Rồi xong rồi mình để cho nó nghỉ mấy mươi phút thì mình chuẩn bị nấu cái khuôn là vừa. Rồi bây giờ Thí sẽ đổ nước vô trong cái nồi này để Thí
thoa cái khuôn cái trái hấp cái này, mình đổ dầu vô nha, mình dùng bao tay để mình đổ dầu vô trong cái này. À, bây giờ thích cái to dầu vô đây, giờ cho nước mình sôi mình để tương vào mình hấp. À, bây giờ cô bác thấy hai cái màu của mình nè. À, bây giờ cái này của mình nó sôi nè cô bác ha, đó mình để vô đẩy cho nó đều lại nha. Đẩy cái này mình có vậy đó thì nó mới được vừa, còn nếu mình cây cao nữa là nó không vừa. Rồi đẩy cho cái khuôn mình nó nóng. À, bây giờ thì nó nóng rồi, cô bác thấy nó nằm đều nè. Bây giờ mình sẽ cho cái bột màu xanh của mình vô nha. Cái này thì nó hơi nhỏ, thì sẽ cho cỡ phần nửa giá. Trước khi mình làm á là mình phải quậy bột lên nha các bác. Đó mình chừa nó trống bên cũng được ha. Rồi mình tiếp tục mình đẩy nó lại cỡ khoảng 3 phút mình sẽ cho cái bột màu trắng vô. Rồi bây giờ cô bác thấy nè, nó thì mới đổ thêm một lớp màu xanh nữa cho nó có cái lằn đó. Bây giờ thì cho đổ lên cái này màu trắng vô nha. Màu trắng cô bác múc nó đổ vô đồ này. Đó. Đổ đây. Đổ bên cái chỗ mình không có màu nè, không có bột này đó. Rồi. Bây giờ mình cho nó chín chín một chút ha. Rồi tiếp tục cái bột màu xanh của mình nha. Đó nó chín chín hơn hơi thôi nha các bác. Bây giờ mình cho múc cỡ khoảng đầy giá của mình này. Mà mỗi lần mình múc mình sẽ quậy nó lên nha. Đó. À, mình chừa một bên vậy đi. Xong rồi mình sẽ đẩy nó lại đó. 2-3 phút nữa mình sẽ dở ra tiếp. Rồi tiếp theo nó cũng chín chín hơi hơi rồi cô bác. Bây giờ mình sẽ cho cái bột màu trắng của mình. Trước khi mình quậy, mình làm là mình phải quậy lên nha. Mình quậy lên để thôi nó lóng cái bột năng xuống dưới. Đây. Dở lên đây. À vậy á. Nó nghe nha. Quát cứ lăn lăn lên vậy hoài để cho nó. Rồi cái bột màu xanh của mình, màu trắng của mình nó cũng chín chín hơi hơi rồi nha các bác. Bây giờ cái luôn cái nồi của Thí nó không có giống như cái nồi của cô bác đâu. Nó không có nghe nó hầm hơi cho nên mình nấu cũng khoảng 5-6 phút rồi mình mới nó mới ra được nữa. Cô bác cứ đổ như vậy á, cho lớp này luôn đều luôn, đều có màu trắng màu xanh luôn. Rồi bây giờ mình hấp có khoảng 5-6 phút nữa nha. Rồi bây giờ thì sẽ dở ra cái trong trong rồi đó cô bác thấy không. Bây giờ mình sẽ cho màu trắng tiếp nha. Trước khi mình làm màu trắng thì mình cũng quậy nó lên, không quậy là nó sẽ bị đóng cục. Với cái bột năng của mình nó còn sống nó sẽ lóng ở dưới. Chứ đổ ở đây. Đó. Cái bột mình cũng chưa chín lắm đâu, mình làm găng thì mình phải làm về. Rồi xong mình lại lại tiếp nha, mình sẽ đổ màu xanh lên để cho nó có răng. Đậy khoảng chừng nào mình cảnh chừng nó chín thôi nha, cái nồi thấy nó không có hầm mơ cho nên thấy không có nói bao nhiêu phút được ha. Cái này thì mình không có để nó chín lắm nha các bác, nó chỉ vừa chín chín thôi. Rồi mình sẽ đổ tiếp nha. Bây giờ thấy sẽ đổ một giá một màu xanh này vô đây nữa. Chút nữa nó hơi chín chín hay hơn mình cho màu trắng nó nhảy lên trên nó sẽ thành găng. Bây giờ nó trong nữa là các đó thấy cái bột năng mình nó trong trong là được. Để mình tiếp tục đổ cái bột màu trắng vô tiếp để cho nó găng nha. Mình đừng có để nó chín quá, mình để nó chín quá là nó sẽ chốc lớp. Đó. Mình chế vô bên đây. Chế gì để cho nó có găng đó. Rồi xong vậy được rồi. Ở cái màu tiếp theo nha cô bác, cái màu trắng thì nó nhanh chín lắm tại vì mình đổ nó mỏng. Bây giờ mình sẽ đổ thêm cái màu xanh lên nè. Ừ, tiếp bên đây, đổ bên đây. Trong cho nó chín, đẩy cho nó chín đi ha, chút nữa mình đổ cái bên màu trắng xuống giữa chỗ nào trống đó. Cuối cùng rồi cô bác, cuối cùng mình sẽ đổ nó cho. Mình đổ màu trắng vô đây. Đó. Đậu màu trắng ở dưới đây. Này là lớp cuối cùng cho nên nó trắng trắng, bạch bạch vậy thôi nha.
Đó, chờ để chút mình làm cái mặt của mình, mặt bánh của mình nha. Đó, đầy lại. À, cái lớp cuối cùng của mình á, mình cũng chuẩn bị nha. Đây, xong nó vô đây. À, cho nó vô đây. À, cho nó nằm vậy đi. Rồi để mình đổ dừa vô nữa, đổ nước màu trắng vô nữa là được. Xong. Rồi bây giờ cái lớp này nè, có cái thấy không, nó trắng này đặt ở nè. Cho nó vô đây. Chạy nó vô, chạy nó vô đây, chạy nó qua đây. Mình chờ một úp làm trên cái mặt bánh, cái mặt lớp cuối cùng của mình. Rồi xong em. Rồi. Cho nó nằm vô đây. Nó nhanh chín, cái này lên nhanh chín, còn lát màu xanh nó lâu chín là nó dày. À, cái này là cuối cùng luôn nha cô bác, nó còn có nhiêu bột thôi nè. Nè, mình nhớ lắc nó lên nha. Rồi mình đổ nó vô đây. Nó nằm ở đâu, nó nằm cái bàn đó. Để đi đây. Chút nữa mình còn cái màu trắng nữa, mình xẻ nó vô cho nó thành nhân cho nó đẹp. Rồi xong cái này thì mình nó lâu chín nha, là nó dày rồi. Rồi đây là lớp cuối cùng luôn nha cô bác, đó nó trong rồi đó. Mình hấp tiếp tục chút nữa cho nó chín. Rồi mình phải rang mè nó nha cô bác, mày rang canh chừng nha, nó vừa vàng là mình tắt. Có chừng vàng rồi đó mình tắt tiếp rồi mình sẽ quậy nó trong cái bếp như thế này cho nó vàng và nó thơm nè. Nó không bị cháy. Nó cứ quậy nào có chảo mình nó ngửi thay ha. Rồi cái bánh mình nó cũng đã chín rồi, mình cho nó màu trắng nó chín chút nữa là nó chín giữa là nó sẽ chín á. Đổ nhiều lớp nó rất là dày. Giờ cô bác mình biết nó chín hay không thì lấy cái đũa mình để vô đây nè, đó. Nó không dính vô bột, nó không dính vô đũa mình là nó chín nè. Nếu mà đụng vô vậy là nó chín rồi nè. Đó, bây giờ mình sẽ tắt bếp nó nha. Cái bánh đúc của mình rất là ngon rồi. Bây giờ mình để nguội vài tiếng đồng hồ mình cắt ra bánh nó mới ngon nha. Còn bây giờ mình cắt liền thì nó sẽ dính. Rồi bây giờ mình sẽ thắng nước đường của mình nha. Bát mình nó đang nóng, đang sôi, mình quậy cho nó tan đường hết đi. Đó, nó cấp mình để nước vô mình quậy tan đường hết đi, nhưng mà nó cũng chưa tan nè. Bây giờ mình đang mở lửa mà nó có cái bằng đường nè, mình cho quậy cho nó tan nha. Chút nữa thì mình không có quậy nữa. Đường này mình quậy là nó sẽ là đường á. Sôi như vậy là mình tắt bếp nè, đường mình nó được rồi. Xong rồi mình để đây. Cho nước đường vào chén cho nó nguội. Lấy nè, thì lấy nè. Rất là dẻo luôn, dính luôn nha. Đó. Thấy nó chóc bắp không? Cô bác thấy nó đẹp ha. Bây giờ mình lấy lá mà đọc từ cái này ăn. Nè. Cô bác nhìn thấy dưới này cũng vậy ăn. Đẹp đẹp đẹp. Rất đẹp luôn. Cô đút của mình nè. Đó, vậy đó. Ừ. Cô bác rất dai rất ngon à. Nó có gân rất đẹp ha. À, bánh đúc của mình là cô bác ra. Mình cắt cái bìa này trước nè. Cắt cái bìa này ha, cô bác thấy nó dẻo rất là ngon mà nó dai nữa nha, cô bác coi răng nữa nha. Nó có răng nó rất là ngon luôn. Hả? Nè. Cái này mình cắt cái gì này nè. Xong bánh đúc ngon rồi cô bác ơi, cô bác thấy bánh đúc của mình rất là ngon nha. Bây giờ mình ăn thử cái, cô bác mình coi ha. Mình để chén nước đường vô đây mình chấm mình ăn. Ừ. Cô bác mình lấy cái này ha. Ừ. Đó, chấm nước đường nó nhiều nhiều. Ăn. Có bắn nữa trong dao có một tay rồi cô bác, ngắt nó ra rất là ngon.
Nó có dằn dài dài ngon. Mình đang quay rồi là ở dưới rồi. Thì đó cùng cô bác của mình là mình đúc ngon cho gia đình mình trong rồi. Thì xin tạm biệt cô bác cái video này nha. Thì cầu mong thế giới yên bình hạnh phúc, không còn chiến tranh bệnh dịch, để nhà nhà có cuộc sống yên vui hạnh phúc. Thì cảm ơn cô bác cánh chị rất là nhiều thời gian qua đóng hợp quên của Thúy. Cô bác cánh chị nào mà xem đồ cho Thúy chưa đăng ký kênh, nhấn chuông thẻ đăng ký kênh, nhấn chuông hậu Thúy chứ nha. Thì cảm ơn cô bác cánh chị rất là nhiều.